một đầu, hai cáng. Ngày xưa, khi phương tiện đi lại chưa tiện lợi như bây giờ, mỗi khi người ta cần di chuyển, đặc biệt là những người cao tuổi, người bệnh hay những người giàu có, họ thường phải thuê người cáng để đi. Đồ đạc mang theo cũng phải thuê người gánh. Những người được thuê để cáng người gọi là cáng, còn những người được thuê để gánh đồ gọi là đều. Mỗi lần muốn thuê, người ta ra đầu đường, nơi các phu làm nghề tụ tập, và lớn tiếng gọi, cho một đều, hai cáng nhé. Thế là ngay lập tức, ba người nhanh nhẹn chạy đến, hai người vác theo chiếc cáng, còn một người mang theo đòn gánh và quang gánh. Thực ra, chuyện thuê được đều và cáng không phải là điều dễ dàng. Đường đi thường xa, lại qua những nơi hẻo lánh. Vì thế, trước khi bắt đầu hành trình, người thuê luôn phải mặc cả giá cả thật kỹ lưỡng. Nhưng khổ nỗi, khi đi đến giữa đoạn đường vắng vẻ, bọn đều cáng này thường viện cớ như đường quá dài, khó đi, hành lý nặng, rồi đòi thêm tiền. Nếu ai không chịu trả thêm, chúng sẵn sàng bỏ rơi người thuê lại giữa đường. Chính vì thế, 10 người thuê đều cáng thì có đến 11 người không vừa ý, thậm chí cảm thấy phẫn uất. Những người lao động chân tay này, phần lớn ít được học hành. Việc chia chác tiền công giữa họ không phải lúc nào cũng công bằng, dẫn đến những cuộc cãi vã, thậm chí là ẩu đả xảy ra như cơm bữa. Từ đó dân gian mới có câu, đối xử với nhau như cái bọn đều cáng. Dù ngày nay hai từ đều và cáng không còn liên quan đến nhóm phu cáng người hay gánh hàng như xưa, nhưng chúng vẫn được dùng để chỉ những hành vi lưu manh, gian xảo, đê tiện. Cứ hễ gặp ai xảo trá, người ta lại thốt lên, đồ đều cáng. Thời xưa chỉ có một đều, hai cáng thôi. Nhưng đến ngày nay, câu nói đều cáng đã trở thành lời mắng phổ biến, đến mức chẳng thể đếm xuể nữa.